Hoa Cà Phê là một cái địa chỉ cũng rất là dễ tìm ở 430/7 cái mạng 8 phường 11 quận 3. Thì các bạn chỉ cần mò mò cái khu vực gần chợ Hòa Hưng là tới thôi. Sở dĩ mà Gen R tới cái quán này là do cái clip ca nhạc Giữ Em Đi mà Gen vô từng xem được trên YouTube. Và nó là rất là kích thích luôn. Vậy là tối nay Gen đến đây. Xét về không gian thì cơ bản là khi mà bạn bước vào quán thì thấy nó rất là xung đột. Nhưng mà cũng có vài góc đẹp. Nói chung là về không gian thì nhìn video thì các bạn cũng thấy rồi đó, nó cũng không có gì gọi là đặc biệt. Quán thì có hai khu, một là ở dưới tầng trệt và trên là lầu. Cá nhân Gen thì Gen thích trên lầu hơn, tại vì đây là một cái nơi có vẻ là nó sáng sủa hơn một chút. Cái góc nhỏ khi mà vừa mở cửa bước vào trên lầu á thì nhìn rất là cute. Trên đây thì để cái bàn piano. Gen đến chủ yếu là để thưởng thức một cái đêm nhạc ở đây như thế nào. Nhưng mà xui cái là ở đây chỉ có cái tiết mục văn nghệ vào ngày thứ bảy và chủ nhật thôi. Nhưng mà tình cờ thì có một cái bạn khách biết chơi đàn lên ngồi đàn một bài thì Gen cũng kịp và thu lại một đoạn để các bạn có thể mường tượng được là ở đây nó như thế nào. Về phần phục vụ thì tương đối ổn, nhân viên rất là vui vẻ và nhiệt tình, nên chấm 8 điểm lắm. Chất lượng, các cái món nước đều ổn. Gen thì Gen uống cà phê sữa rum thì tương đối ngon, phân biệt rõ hương vị ngọt của sữa, cái nồng của rượu và cái nét đậm đà của cà phê. Về cái món ăn thì Gen gọi một dĩa mì xào bò, ăn cũng rất ngon, nêm vừa ăn. Nói chung là từ đồ ăn cho tới thức uống là ngon. Giá cả thì giá cả ở đây giá thấp nhất là 28.000 và cao nhất là 35.000. Về đêm thì có về đêm thứ bảy và chủ nhật á, thì có ca nhạc nên sẽ có phụ thu mỗi người là 30k đó. Đó là một số cái sơ qua về cái quán cà phê Hoa này. Nhìn chung quán khá là hợp với những cái thể loại như là mới hẹn hò, cái giai đoạn còn cưa cẩm á, thì Gen thấy rất là hợp, yên tĩnh là dễ nói chuyện nè. Thì các cái nhóm bạn bè đến quán thì cũng ổn. Cái clip này thì Gen làm nó hơi ngắn tại vì nó cũng không có gì để mà nói nhiều. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nhớ bấm vào nút đăng ký để nhận được những cái video mới mà mình làm nha.